tập viên Nga Vũ xin kính mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình để theo dõi về nội dung bình luận của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tháng 8 năm 2024, Mali tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. Vài ngày sau, chính quyền quân sự Niger cũng cắt đứt quan hệ với Ukraine để thể hiện tình đoàn kết với quốc gia láng giềng. Mali và Niger cáo buộc Ukraine hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Ngày 8 tháng 8 năm 2024, Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng Niger quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kiev là điều đáng tiếc. Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã sang năm thứ ba, Ukraine vẫn phải tiếp tục vận động ủng hộ quốc tế, nhất là từ các nước ở Nam Bán Cầu. Trong tình hình đó, chính quyền quân sự của Burkina Faso, Mali và Niger vừa gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để cáo buộc Ukraine hỗ trợ các nhóm phiến quân ở vùng Sahel của Tây Phi. Những tính toán chính trị này có mục đích như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi vào bình luận trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi với hai vị khách mời đặc biệt sau. Xin chào chuyên gia Lê Văn Cương. Xin chào quý vị khán giả. Ông là Phó Giáo sư Tiến sĩ Triết học, Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, Thiếu tướng Lê Văn Cương. Xin chào chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Xin kính chào quý vị khán giả. Ông là nguyên trưởng Ban biên tập Tin Thế giới Thông tấn xã Việt Nam, nguyên trưởng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt-Nga, Tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đi vào bình luận, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi về việc ba quốc gia Tây Phi gửi thư lên Liên Hợp Quốc tố cáo Ukraine hỗ trợ phiến quân. Đầu tháng 8 năm 2024, Mali cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. Sau phát biểu của người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine về cuộc giao tranh ở miền Bắc Mali, khiến nhiều binh lính Mali và thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner thiệt mạng. Vài ngày sau, chính quyền quân sự Niger cũng cắt đứt quan hệ với Ukraine để thể hiện tình đoàn kết với quốc gia láng giềng. Mâu thuẫn xảy ra sau khi người phát ngôn cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói rằng phiến quân Mali nhận được thông tin cần thiết để tiến hành cuộc tấn công vào tháng 7. Phiến quân Tuareg cho biết họ đã giết chết ít nhất 84 thành viên Wagner và 47 binh lính Mali trong nhiều ngày giao tranh ác liệt. Đây được đánh giá là thất bại nặng nề nhất của Wagner kể từ khi lực lượng này vào Mali cách đây 2 năm để hỗ trợ chính quyền quân sự đối phó với phiến quân. Mali và Niger cáo buộc Ukraine hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Kiev bác bỏ, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ và không đúng sự thật. Phiến quân Tuareg cũng khẳng định không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Ukraine. Trong bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các ngoại trưởng của Mali, Niger và Burkina Faso kiến nghị cơ quan này có biện pháp đối với hành động của Ukraine và ngăn chặn những hành vi phá hoại, đe dọa đến ổn định của khu vực và châu lục. Cuối ngày 20 tháng 8, một bản sao của bức thư được đăng lên trên tài khoản mạng xã hội X của nhóm mang tên Liên minh các quốc gia Sahel mà Burkina Faso, Mali và Niger thành lập sau cuộc đảo chính. Các nhà ngoại giao cho biết, bức thư đã được lưu hành trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên từ tối ngày 21 tháng 8. Bộ Ngoại giao Ukraine chưa trả lời đề nghị bình luận. Thưa hai vị chuyên gia, việc một số quốc gia châu Phi như là Burkina Faso, Mali và Niger cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine và gửi đơn lên Liên Hợp Quốc tố cáo Kiev hỗ trợ các nhóm phiến quân ở vùng Sahel của Tây Phi có phải đang cho thấy bức tranh hỗn loạn của lục địa này cùng những tính toán địa chính trị phức tạp của các bên trong việc tìm mọi cơ hội để thách thức vai trò và ảnh hưởng của nhau trên thế giới? Tôi xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Tôi nghĩ thế này. Cái bác quốc gia châu Phi mà họ nói việc chính quyền Kiev hỗ trợ cho lực lượng khủng bố không phải là có cơ sở đâu ạ. Trước khi chúng ta phải xem cái chính quyền Kiev hiện nay là cái gì đó. Cái chính quyền này được Hoa Kỳ thành lập ngày 22 tháng 2 năm 2014. Cái chính phủ ấy, phó thủ tướng là phát xít mới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là phát xít mới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát xít mới. Bộ trưởng Bộ Môi trường phát xít mới. Tổng công tố quốc gia là phát xít mới. Đặc biệt Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia là phát xít mới. Cái bộ máy này Mỹ lập ra sau khi đảo chính ngày 22 tháng 2 năm 2014. 80% cái chính phủ Kiev Mỹ lập ra ngày 22 tháng 14 là phát xít mới. Trong đấy có một số bộ trưởng thuộc vào truy nã của Interpol. Mà tôi xin nói với các bạn thế này, này.
cái gọi là chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Ukraine được Mỹ đưa vào tháng 22 tháng 2 năm 2014 là phó chủ tịch đảng phát xít Slobova. Ngày 20 tháng 2 năm 2014, cái tay này đứng ở quảng trường Kiev đã nói với hàng trăm ngàn người: các bạn hãy cầm lấy súng, bắn bọn lớn Nga, bắn bọn lớn Đức, bắn bọn lớn Do Thái, bọn hai đảng khác. Bộ mặt thật của Mỹ ủng hộ dân chủ là như vậy. Cái bộ máy này được Mỹ thành lập ngày 22 tháng 2 năm 2014, đến bây giờ vẫn nắm quyền lực Kiev. Zelensky chẳng nói là còn rối trong tay bộ máy này thôi. Không dừng, Tổng thống Nga Putin nói trong tuyên bố ngày 24 tháng 2 năm 22, mục đích là phi quân sự hóa, phi phát xít hóa cái bộ máy kia, là phát xít. Bản thân nó là như vậy cơ mà, nó là bọn khủng bố. Chúng tôi cho được các bạn châu Phi nói như vậy không có oan gì đâu ạ. Đúng thôi, họ làm mọi chuyện để ngăn cản, để phá hoại Nga. Ngay cái chuyện cái đường ống Nord Stream 2 này, là Ukraine phải, còn ai phải này. Tất nhiên phía sau này là Mỹ. Chủ trương của Mỹ là cắt đứt cái quan hệ giữa Nga và châu Âu, dứt khoát không cho Nga liên quan châu Âu cả. Và một trong những cái kênh Mỹ phá là phá Nord Stream 2. Cho người chính quyền ký ép thực hiện chuyện này, cho những cái ý kiến của cả nước châu Phi, bạn bè châu Phi là không oan thì nào đâu. Có thể nói như vậy, nằm trong cái kênh, trong cái chủ trương chung của Washington thôi. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Tôi xin mời chuyên gia Nguyễn Đăng Phát. Những cái diễn biến vừa rồi tôi nghĩ là rồi trong tương lai, trong triển vọng sắp tới cũng vẫn có thể tiếp tục diễn ra nữa. Bởi vì châu Phi hiện nay thì cũng là một cái địa bàn mà cạnh tranh giữa các nước, cạnh tranh địa chiến lược rất là lớn. Trước đây về mặt truyền thống thì châu Phi là vùng ảnh hưởng của Pháp, của Liên Xô trước đây, rồi một số quốc gia khác nữa. Trước đây khi mà đối đầu Đông Tây thì chủ tại yếu đây là cuộc châu Âu thôi. Vâng ạ. Pháp, Anh, Đức. Bên này là Liên Xô. Được. Liên Xô đã tan rã thì nước Nga kế nhiệm, kế tục thừa kế Liên Xô, nhưng mà có một thời gian thì nước Nga cũng không tăng cường cái ảnh hưởng ở đây. Nhưng mà những năm gần đây thì Nga cũng bắt đầu quan tâm hơn đến châu Phi và có nhiều ảnh hưởng ở đây. Đặc biệt thì theo tôi theo dõi thì từ cái văn bản chiến lược về đối ngoại của Nga mà Tổng thống Putin ký ngày 31 tháng 3 năm 2023 đấy, trong một cái bối cảnh là quan hệ đối đầu với Mỹ và phương Tây, thì châu Phi cũng được là một địa bàn mà Nga rất quan tâm. Ở châu Phi thì đa số các nước châu Phi cũng là các nước đang phát triển, các nước Nam bán cầu thuộc cái khối đó, và Nga coi đấy cũng là một trọng tâm quan hệ. Và ở đây thì thời gian gần đây thì ảnh hưởng của Pháp cũng đang giảm sút, đặc biệt là ảnh hưởng của Mỹ giảm sút rõ rệt. Tại hạn như ở Niger đấy, thì Niger là đòi Mỹ rút quân và Mỹ đã rút các căn cứ và quân đội ra khỏi Niger chẳng hạn, thì đang có một cái sự cạnh tranh lớn. Trung Quốc ở đây cũng có nhiều ảnh hưởng, và Trung Quốc thì đầu tư vào đây các dự án và viện trợ, và cũng thu phục được rất nhiều nước châu Phi. Thì chúng ta thấy vừa rồi có những cái hoạt động như vừa rồi thì ba nước châu Phi, một số nước khác nữa cũng cáo buộc là cái vai trò tiêu cực của Ukraine. Ukraine ủng hộ phiến quân. Và chúng ta cũng biết là có xảy ra sự kiện là cái lực lượng đánh thuê của Nga cũng bị phục kích. Và có cái sự hỗ trợ của Ukraine ở đây thì đã có nhiều bằng chứng lắm. Thì theo tôi nghĩ là các nước châu Phi vừa rồi đã phản ứng như thế đối với Ukraine, thì họ cũng đã hành động là trên cơ sở có bằng chứng, có thực chứng, thấy rõ cái chính sách của Ukraine. Và cái đó cũng diễn ra vào cái dịp mà Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Kuleba đi thăm một số nước châu Phi, một số nước châu Phi mà cũng có gọi là ủng hộ Ukraine. Chẳng hạn như hồi tháng 6 thì diễn ra cái hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ, thì Ukraine cũng căn cứ vào đây những nước nào đã tham gia, và đặc biệt là tham gia mà có ký vào cái tuyên bố chung ấy, thông cáo chung cuối cùng ấy, thì một số nước châu Phi khác cũng có tham gia. Đây ông Kuleba đang đi thăm ở đây, thì những nước châu Phi mà vừa rồi là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine thì thể hiện một cái lập trường rất kiên quyết. Thì như vậy tại đây thì Ukraine cũng đang hoạt động nhiều. Trước đây thì Ukraine không quan tâm đến châu Phi lắm, nhưng mà gần đây khi mà xung đột với Nga nổ ra thì hai bên, trong đấy thì Ukraine được phương Tây ủng hộ, là tìm cách
tìm kiếm cái sự hỗ trợ, cái sự thiện cảm, cái sự ủng hộ của các nước phương Nam trong đời của các nước châu Phi. Do đó Ukraine cũng hoạt động mạnh hơn ở châu Phi so với trước đây. Thì cũng cái hoạt động ấy cũng là để đối phó với Nga, mà phía Ukraine thì được Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ. Về cái chỗ này thì tôi muốn trao đổi thêm một tí về chuyên gia Nguyễn Đăng Phát thế này. Tất cả những cái tham gia, cái can dự của Ukraine vào châu Phi ấy, là dưới sự chỉ đạo của Mỹ và Pháp. Ở đây chúng ta cũng quên là Tổng thống Macron. Khi mà Nga tiến hành chiến dịch quân đặc biệt 24 tháng 2 năm 22 đó, tháng 2 năm 22 đến khoảng tháng 9 năm 22 đó, 5 tháng đầu tiên chiến tranh, thì Macron đã gọi điện cho Tổng thống Putin không dưới 30 lần. Và chính Macron đã nói về Olaf Scholz và những người lãnh đạo các nước châu Âu thế này: chúng ta không được làm nhục Nga. Vì kết thúc chiến tranh thì sớm muộn chúng ta cũng phải hợp tác với Nga thôi. Đó là năm 2022 nha. Năm 23 thì cuối năm 22 đầu năm 23 thì Macron trở cờ, quay 180 độ chống Nga quyết liệt. Đấy có nguyên nhân cái sa sút vai trò của Pháp ở châu Phi mà Nga đã tác động ở đây, nên nhớ sâu xa là như vậy. Chứ còn thật ra thì chính quyền Zelensky chẳng có sức nào can dự vào châu Phi đâu. Cái thân chẳng lo nổi can dự cho gì. Đấy là làm việc cho Mỹ, làm việc cho Pháp. Tất cả những hành động của Zelensky là làm theo chỉ dẫn Washington và Bruxelles, chấm hết, 100% là như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì chuyên gia có thể phân tích qua về tình hình tại các quốc gia Tây Phi này hiện nay không ạ? Cái Tây Phi và cả nói riêng mà châu Phi đang chuyển động. Chuyển động là vì cái chuyển động của thế giới tác động của châu Phi. Những năm 50 của thế kỷ trước về trước thì châu Phi nằm trong bàn tay về cơ bản cái điều quốc châu Âu. Từ những năm 60 của thế kỷ trước thì bắt đầu Mỹ tác động vào châu Phi. Chắc chắn cuộc cạnh tranh giữa Liên Xô và Mỹ ở châu Phi vào những năm 50, 60, 70 thế kỷ trước quyết liệt. Rồi khi Trung Quốc mà cái nền kinh tế họ đến thứ hai thế giới đó, họ giữ đến 3.200 tỷ đô la thừa tiền họ đầu tư vào châu Phi. Rõ ràng là cái cục diện thế giới nó chuyển biến như thế nào thì nó phản ánh vào cái cán dự cả cường quốc các đầu tư vào châu Phi. Trước 2010 Trung Quốc chưa vào châu Phi bao nhiêu cả. Khi họ trở thành nền kinh tế thế giới, bắt đầu họ giữ tiền họ đầu tư vào châu Phi, vừa mục đích trước hết là kinh tế, phía sau là mục đích chính trị, an ninh và đối ngoại Trung Quốc. Mỹ cũng vậy thôi ạ. Đúng như chuyên gia Nguyễn Đăng Phát nói đấy, cái đau nhất của Hoa Kỳ vừa rồi đối với Nga, tức là Nga đã luồn tay vào Niger và buộc chính quyền Niger phải cắt bỏ một hiệp định với Mỹ, buộc Mỹ rút quân khỏi. Cái chuyện này là chuyện mà Hoa Kỳ, Washington không thể chấp nhận nổi. Đây là một cái cú tát của Moscow đối với Washington. Gần như Nga vào, Mỹ phải ra. Và thật ra một số nước trước đây thuộc địa của Pháp, hiện nay Nga cũng đang có vai trò rất lớn, tác động lớn. Mà chuyên gia của Nam Pháp nói đúng đấy. Nga thì kinh tế nghèo hơn Trung Quốc, nghèo hơn Mỹ. Nhưng mà ông ta về an ninh thì giỏi. Cái Wagner có mặt ở rất nhiều nước châu Phi. Thật ra thông qua nữa là giữ cho một số chính quyền tồn tại được, không bị đảo chính, không bị mất. Cho nên vì thế một số quốc gia châu Phi cũng ân huệ với Nga, chủ yếu là mặt chính trị về an ninh thôi ạ. Chứ thật ra về kinh tế thì Nga không có sức như các nước khác đâu. Và vì tạo ra một cái trạng thái giằng xé lồng ghép với nhau cả về kinh tế, cả về chính trị, cả về an ninh mà các quốc gia đang tranh giành đấy. Đấy là cái nơi mà cả cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, như Trung Quốc, để bây giờ còn tham gia vào Ấn Độ nữa. Và tất nhiên những cái đế quốc cũ truyền thống mà có thuộc địa đấy như Anh, Pháp chắc chắn họ không bỏ. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha không có đấy, Đức có đấy, và trở thành một cái khu vực cạnh tranh cực lớn lớn cả cường quốc đầu thế giới, nói như vậy. Vâng, tôi xin mời chuyên gia Nguyễn Đăng Phát bổ sung ạ. Thì câu chuyện châu Phi nó có những cái điểm đáng chú ý thế này. Rất nhiều năm ở lục địa này thì về cơ bản hiện nay vẫn đang nhiều nước nghèo
lạc hậu, chậm tiến, nguồn tài nguyên thì nhiều nhưng mà đời sống của người dân ở nhiều nước thì đang gian khổ. Và lục địa này, nhiều quốc gia lục địa này trong rất nhiều năm qua là tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân đế quốc, và cái đó vẫn đang là mang một cái dấu ấn rất sâu ở lục địa này. Và về mặt tình cảm của những người lãnh đạo nhiều thế hệ ở đây cũng như nhân dân ở đây thì thực ra họ vẫn nhớ về mặt truyền thống, nó mang tính chất ý thức hệ. Chẳng hạn như họ vẫn nhớ Liên Xô, và bây giờ trong cái quan hệ với nước Nga họ vẫn có những cái vấn đề như là ý thức hệ, hay là Trung Quốc vào châu Phi bằng tài sản, bằng vốn liếng, và cũng có cái ngọn cờ mà như truyền thống của châu Phi là có mang tính chất ý thức hệ đấy, cùng càng được đang phát triển, cùng càng được phương Nam để đấu tranh chống đế quốc thực dân, thì cái đó là thuận lợi cho Nga, cho Trung Quốc hiện nay. Và mặc dù có cái sự tranh giành như thế nhưng mà vai trò của Mỹ trên toàn cầu cũng có cái sự suy yếu, và ở châu Phi cũng thế thôi, cũng là một cái sự sụt giảm. Pháp thì cũng thế, và các nước châu Phi cũng nhìn nhận thấy trong cái mối quan hệ với các nước phương Tây là cái chính sách hai mặt của họ. Bây giờ ví dụ những cái vấn đề đang diễn ra ở Trung Đông thì người ta cũng thấy cái lập trường hai mặt của các nước phương Tây như Mỹ và một số nước khác. Tại sao Israel tàn sát người Palestine thế, nhưng mà Mỹ và các nước phương Tây theo Mỹ thì vẫn cố kết ủng hộ Israel, từ viện trợ tài chính đến viện trợ vũ khí, và dồn ép người Palestine. Ngoài miệng thì nói là tìm kiếm cái giải pháp hòa bình, yêu cầu Israel phải ngưng chiến, ngừng tấn công v.v. Nhưng đấy là ngoài miệng, nhưng trên thực tế đấy, tuôn vũ khí, tuôn tiền cho Israel và sẵn sàng bảo vệ Israel, và có những cái động thái có thể nổ ra chiến tranh, cuộc tấn công của Iraq, Iran chẳng hạn, thì lập tức đưa tàu chiến, đưa quân như đến để sẵn sàng bảo vệ Israel. Đấy là tôi lấy ví dụ ở vùng Trung Đông như thế. Thì dư luận ở châu Phi, người dân càng được châu Phi rất nhiều nước thì họ nhìn thấy cái đó, và dân dân họ thấy là cái chính sách hai mặt trong chiến lược của các nước phương Tây, Mỹ, Pháp, các nước khác đối với họ. Và thực tế mà nói thì như Trung Quốc, như Nga đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị cấp cao Nga châu Phi, Trung Quốc châu Phi, và các nước châu Phi rất hưởng ứng, bởi vì đấy là những nước thực chất muốn tham gia những cái dự án về kinh tế, về xã hội, về giáo dục, đào tạo, tức là cũng thực sự là muốn hỗ trợ các nước châu Phi vượt khó vượt nghèo để mà có một cuộc sống khác. Và tất nhiên họ lông vào đây tất nhiên một cái sự cạnh tranh với những cái đối tượng khác, những cái đối phương khác như là Mỹ, Pháp và các nước khác. Thì địa bàn châu Phi vẫn là một cái địa bàn mà có cái sự giằng xé cạnh tranh rất lớn giữa các cường quốc trên thế giới hiện nay. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Và để tiếp tục chương trình, xin mời hai vị chuyên gia cùng quý vị khán giả theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Phiến quân Tuareg ở miền Bắc Mali tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 84 tay súng Wagner và 47 binh lính Mali trong nhiều ngày giao tranh ác liệt ở miền Bắc quốc gia Tây Phi này. Đây được coi là thất bại nặng nề nhất của Wagner kể từ khi lực lượng này hiện diện ở Mali để hỗ trợ chính quyền quân sự đối phó với các nhóm phiến quân. Người phát ngôn của Ukraine Andrei Zusov không xác nhận sự tham gia của Kiev vào cuộc giao tranh. Nhưng trong những phát biểu được đăng tải trên trang web của đài truyền hình Sputnik ngày 29 tháng 7, ông cho biết phiến quân Mali đã nhận được thông tin cần thiết để tiến hành cuộc tấn công. Phiến quân đã nhận được tất cả các thông tin mà họ cần. Chúng tôi chắc chắn sẽ không đi vào chi tiết ngay bây giờ. Các bạn sẽ thấy nhiều hơn điều như thế này trong tương lai, ông nói. Bày tỏ sốc nặng về những phát biểu mang tính lật đổ, Mali cho rằng ông Zusov đã thừa nhận sự tham gia của Ukraine vào một cuộc tấn công hèn nhát, phản bội và man dợ của các nhóm khủng bố vũ trang dẫn đến cái chết của các thành viên lực lượng phòng vệ và an ninh Mali. Những hành động do chính quyền Ukraine thực hiện vi phạm chủ quyền của Mali, vượt ra ngoài phạm vi can thiệp của nước ngoài, đáng bị lên án và cấu thành hành vi xâm lược rõ ràng vào Mali và hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chính phủ Mali tuyên bố. Tuyên bố cũng dẫn phát biểu của đại sứ Ukraine tại Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, bờ biển Nga và Liberia. Ngoại trưởng Senegal đã triệu tập đại sứ Ukraine Yuri Pivovarov hôm 2 tháng 8 về đoạn video mà đại sứ quán Ukraine đã đăng trên trang Facebook. Trong đó, ông Pivovarov khẳng định sự ủng hộ rõ ràng và không đủ tư cách cho vụ tấn công khủng bố ở Mali. Vâng, thưa vị chuyên gia, được biết là từ khi có chính quyền quân sự, Burkina Faso, Mali và Niger đã quay lưng với phương Tây để ủng hộ Nga.
Vậy thì việc tố cáo Kiev hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy sẽ có tác động như thế nào đến mối quan hệ với Moscow? Tôi xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Thật ra mà nói thì từ cuộc chiến Nga-Ukraine nó dẫn đến hàng loạt cái hậu quả ở trên khắp thế giới này. Những cái chuyển động của châu Phi có thể nói là một trong những hậu quả của cuộc chiến Nga-Ukraine, là phân mảnh thế giới đó. Càng ngày càng rõ rệt ra, cái châu Phi bản thân là một cái thuộc địa của các cái đế quốc cũ, cái chủ nghĩa thực dân cũ những bởi châu Phi. 3-4 cái 5 cái thế hệ người châu Phi, người ta là ngậm đòn của chủ nghĩa thực dân cũ mới rồi. Người ta cần có một cái gì khác đi. Cần cái gì khác đi. Và hơn nữa thì cũng để lại như dấu ấn. Tôi nói rằng cái chuyện mà Liên Xô vào cái Congo, Lumumba, cái ngọn cờ của châu Phi, cái vào đấy rõ ràng là nhân đạo tốt đẹp. Chứ để lại cái đúng như chuyên gia trong phản nói rằng cái hình ảnh của Liên Xô cũ và giúp đỡ châu Phi nó mang tính nhân đạo nhiều hơn, chứ không phải là trận lụt bóc lột như chính phủ Liên Quốc để làm cái dấu ấn như vậy. Thế đến bây giờ cuộc xung đột Nga-Ukraine này nó tác động lên cả thế giới, cả về kinh tế, cả về chính trị, đặc biệt là địa chính trị. Ở châu Phi thì tranh giành quyết liệt các cường quốc ở đây cũng là một phần cái hậu quả cuộc xung đột Nga-Ukraine, còn nói như vậy. Buộc lòng những người trực tiếp gián tiếp can dự vào cuộc xung đột Nga-Ukraine này phải tìm ra đồng minh, phải tìm ra bạn, và họ giằng xé nhau tại một cái lục địa già này, lục địa đen này. Chúng có thể nói là cái cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc ở châu Phi cũng có thể xem như là một hậu quả gián tiếp của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc xung đột này nó tiến tới bài binh bộ trận lại cái bàn cờ thế giới. Với như vậy thì các cường quốc là phải tìm một cái chỗ để mà có người ủng hộ thôi ạ. Nói gì thì nói chứ, cho dù là phát triển thấp, nghèo nàn, đúng như chuyên gia Phạm nói đúng rồi, châu Phi là hình là nghèo nhất cả trong năm lục địa, thế em đến một phiếu Hội đồng Bảo an thì họ vẫn là một phiếu đấy ạ. Không dưng mà tại sao lại là bỏ phiếu cuộc chiến tranh Nga-Ukraine như vậy thì hầu hết là châu Phi thì không bỏ phiếu phản đối Nga. Nó có lý của nó đấy ạ. Và buộc lòng, muốn hay không muốn, cả cường cũng phải tranh thủ ảnh hưởng ở châu Phi, ảnh hưởng kinh tế, ảnh hưởng chính trị, ảnh hưởng an ninh. Và ngoại giao thì chắc chắn là họ một phiếu rồi ạ. 53 quốc gia châu Phi 53 phiếu mà, không phải nhỏ đâu ạ. Hoa Kỳ cũng chỉ một phiếu thôi. Và cái điều này tôi cho cũng là cơ hội của châu Phi, anh Phát ạ. Vâng, là cơ hội. Thật ra mà nói thì khi mà nhiều cường quốc cần đến mình thì đấy là cơ hội. Tất nhiên có cái thách thức, nhưng tôi cho rằng là cả nước châu Phi có nhiều cái variant, có phương án lựa chọn nhiều hơn. Cái không gian người ta sống, người ta thiết lập quan hệ nó rộng rãi hơn, nó không bị bỏ chặt vào một kênh cụ thể như trước đây nữa. Thì tôi cho lại là cái điều kiện của châu Phi, hoàn toàn điều kiện mới của châu Phi, có thể nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, thì ông có đồng tình với quan điểm vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Cương rằng đây là một cơ hội cho châu Phi không ạ? Vâng, tôi chia sẻ. Và hiện nay về phần Nga mà nói, tôi nghiên cứu về Nga thì tôi thấy Nga hiện nay rất chú trọng châu Phi thì đã đánh rồi. Nhưng mà Nga dùng cái gì để chú trọng thì ở đây ngoài những cái dự án, ngoài những cái hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, đào tạo v.v. thì về mặt, có thể nói là về mặt chính trị, về mặt tư tưởng đấy, thì Nga hiện nay cũng nói nhiều về việc là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Đấy. Câu chuyện tưởng như là từ những năm 60, lâu rồi, nhưng mà hiện nay Nga đề cập vấn đề này rất rõ trong một số văn bản chiến lược của Nga, chẳng hạn như cái định hướng chính sách đối ngoại mới của Nga mà tôi vừa nói thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2023 đấy, thì còn nếu vấn đề là chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa thực dân mới. Như vậy là ở đây nó cũng mang cái tính chất ý thức hệ để mà tìm cách tiếp cận, để mà tìm cách có được một cái sự đồng thuận, đồng cảm, ủng hộ, chia sẻ của các nước phương Nam, bán cầu của các nước châu Phi. Trong số đó thì Nga là với nhiều nước châu Phi, Nga là một chỗ dựa. Châu Phi khi ta nói chung thì có nhiều nước đã ở trong tổ chức liên kết với Nga rồi, chẳng hạn như Cộng hòa Nam Phi thì ở trong nhóm BRICS mà Nga và Trung Quốc nắm vai trò chủ đạo đấy. Hoặc có những nước châu Phi ở Bắc Phi như là Ai Cập,
tất nhiên là gắn với vùng Trung Đông, nhưng mà Ai Cập thì có quan hệ với Nga, với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay rất tốt, và cũng có vai trò trong việc giải quyết nhiều cái điểm nóng, trong đấy có việc những cái vấn đề ở vùng Trung Đông. Thì Nga cũng có những năm mà có thể nói là lãng quên châu Phi, bởi vì cũng lo lắng ở những cái hướng khác, nhưng mà những năm gần đây thì Nga đã trở lại châu Phi mạnh mẽ và đang mở rộng được quan hệ với những nước này. Và người ta nhìn thấy ở Nga một cái sự tin tưởng vừa là truyền thống nhưng vừa là thực chất, như tôi nói lúc nãy. Vì nhìn thấy ở các nước phương Tây như Mỹ, như Pháp, cái chính sách hai mặt thì họ cũng nhận ra được, và họ đang phát triển quan hệ với Nga ngày càng nhiều nước. Vậy thì chuyên gia nhận định thế nào về ý kiến cho rằng không thể có khả năng Kiev cung cấp hỗ trợ thông tin tình báo cho các nhóm vũ trang ở miền Bắc Mali mà không có sự giúp đỡ của phương Tây? Theo tôi thì phải có sự giúp đỡ của phương Tây. Bản thân Ukraine không có những thông tin đấy. Hệ thống trinh sát, tình báo, vệ tinh, điện tử thì của Mỹ và của các nước NATO, kể cả trên những cái mặt trận đang xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay thế thôi. Ở mặt trận miền Đông, và vừa rồi thì chiến dịch của Nga, của Ukraine xâm nhập qua biên giới vào vùng Kursk của Nga, thì những cái thông tin tình báo cơ bản, chủ yếu được thu thập, được quan sát, được thu thập, được xử lý là Mỹ và khối NATO hỗ trợ Ukraine. Thì ở châu Phi cũng thế thôi. Ukraine không có đủ những cái thông tin ấy trực tiếp của mình để mà chuyển giao cho các nước châu Phi, cho các cái nhóm phiến quân chống lại các chính thể ở châu Phi, mà những thông tin đó có được là nhờ bàn tay của Mỹ, NATO, chủ yếu là Mỹ, chủ yếu là qua mạng lưới trinh sát vệ tinh và các cái khả năng trinh sát khác của Mỹ và phương Tây, chứ Ukraine thì không tự có những cái thông tin đó. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho rằng Ukraine toan tính mở mặt trận thứ hai ở những quốc gia có thiện chí với Moscow vì Kiev không thể đánh bại Nga trên thực địa. Vậy thì chuyên gia đánh giá thế nào về cáo buộc này? Cái ý kiến của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là có lý đấy ạ. Bởi vì cuộc đọ sức trên cái mặt trận á, thì chúng ta đã thấy rồi. Thế nếu không có hỗ trợ của Mỹ và của châu Âu thì Nga xong Ukraine sao mà đứng đầu với Nga được? Trên cuộc chiến tranh này có thể nói là người Ukraine dùng bom đạn vũ khí của Mỹ, dùng tiền của Mỹ, dùng thông tin tình báo của Mỹ nữa. Tôi đồng ý về cho nhà Nguyễn Đăng Phát, tất cả những cái thông tin mà Ukraine có ở một số nước châu Phi của Mỹ đấy, 80% của Mỹ, một phần nữa là của Anh, của Pháp, chính quyền kia làm gì có. Nhưng mà họ làm theo chỉ đạo của Mỹ, của Anh, của Pháp để nhận lại cái vũ khí của Mỹ, Anh, Pháp cung cấp cho Kiev. Đấy là cuộc trao đổi với nhau thôi, có đi có lại chứ có cái gì đâu. Bản thân chính quyền Kiev làm gì có thông tin tình báo, mà có chăng nữa chắc là cũng không đụng đến cái chuyện được làm gì cả. Nhưng mà đấy là có một chỉ đạo thống nhất từ Washington, Bruxelles, có thể nói như vậy. Chứ vấn đề mà cái thông tin tình báo mà nói rằng ngoài người phản ứng Bộ Ngoại giao nói rằng là Ukraine là tham gia vào cung cấp thông tin lực lượng phiến quân để làm mất ổn định cả nước châu Phi nữa, cái là con bài của Bruxelles và Washington thôi. Chứ thật ra thì bây giờ cái chính quyền Zelensky còn sức đâu mà bàn đến châu Phi nữa. Ốc chẳng mang lỗ mình ốc. Đây là trao đổi thôi để nhận cái vũ khí tiền bạc. Thì thôi thì ông phải làm tốt, ít ra ông làm mấy việc này chứ ạ. Cái việc làm để Mỹ tránh tiếng, Mỹ có cái bộ mặt sạch sẽ hơn châu Âu, phải sạch sẽ hơn là không làm ra chuyện này. Nhưng thật ra là dùng người cái bàn tay của chính quyền Zelensky để làm chuyện này thôi. Thực chất bản chất là như vậy thôi. Vâng, tôi xin mời chuyên gia Nguyễn Đăng Phát ạ. Như tôi vừa nói thì tất nhiên thì Ukraine phối hợp với các nước phương Tây mà giúp đỡ Ukraine đấy, để mà xử lý một số tình huống. Thì Ukraine với Nga là đối địch nhau, hiện nay đang ở trong một cuộc chiến. Thì ở đâu Ukraine có thể hành động để gây bất lợi cho Nga thì Ukraine đều có thể hành động. Thì ở địa bàn châu Phi như những cái diễn biến vừa qua cũng là rõ vấn đề này. Tất nhiên mà lực lượng của Ukraine không thể gian trải ở châu Phi, mà lực lượng Ukraine phải có cái sự hỗ trợ của Mỹ và các nước phương Tây, các nước NATO ở địa bàn này để mà có một số cái hành động hỗ trợ
phiến quân để chống lại những chính thể mà hiện nay có thể là đang thân Nga, và có thể là tìm cách phá hoại cái mối quan hệ của những nước này với Nga. Và theo tôi nghĩ thì cái này cũng là một cái rủi ro tiềm tàng, nhưng mà nó không phát triển thành một cái thực tế hiển nhiên được, bởi vì lực của Ukraine ở châu Phi thì không thể mà có thể mở mang rộng rãi ra để tạo thành một cái thế trận, một cái mặt trận chống Nga ở châu Phi được. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì với việc hiện tại ba nước Tây Phi này đã quay lưng với Ukraine thì điều này sẽ có tác động thế nào đến Ukraine hiện nay? Thì đây là một cái biểu hiện rằng là ở châu Phi đã có những cái sự chuyển động, mà có những cái sự chuyển động đây là khi Ukraine bước vào đây, tất nhiên với sự hỗ trợ của Mỹ và các nước phương Tây ấy, thì cũng là vấp phải những cái sự phản ứng rõ rệt. Việc ba nước vừa qua mà tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Ukraine và có những cái sự cáo buộc lên Liên Hợp Quốc hay một số cái diễn đàn khác ấy, thì đấy một tiến trình thực tế. Và theo tôi, nếu Ukraine vẫn hành động như phương thức vừa qua thì lại sẽ vấp phải những cái sự phản ứng như thế, không chỉ ở những nước vừa rồi mà có thể ở những nước khác. Vâng, tôi xin mời chuyên gia Lê Văn Cường. Về cái vấn đề tôi hoàn toàn đồng ý về chuyên gia Nguyễn Đăng Phát đấy. Đây là vấn đề danh dự uy tín của một quốc gia. Trong khi đang đương đầu, đang tiến hành cuộc chiến tranh với Nga, Ukraine cần tập hợp lực lượng càng nhiều càng tốt ủng hộ mình. Bây giờ có ba nước châu Phi người ta tuyên bố rõ ràng như vậy, không đơn giản đâu. Tôi không nói nước nhỏ, nước lớn, nước nghèo gì cả. Trên diễn đàn quốc tế họ là một thực thể. Trong đại hội đồng Liên Hợp Quốc họ là một quốc gia ngang bằng với Hoa Kỳ. Họ lên tiếng này thì cả thế giới biết. 8 tỷ người hành tinh này biết. 8 tỷ người hành tinh biết thì như vậy là trong 330 triệu người Mỹ thế nào mà chẳng có những người hỏi chính quyền Joe Biden rằng thì cái việc ta ủng hộ Ukraine đúng không? Trong 470 triệu người châu Âu, người ta tệ là cái chính quyền Zelensky thế này mà tại sao ta chi tiền thuế vào đấy? Chúng ta đồng rất lớn nè. Rất lớn. Trên cái diễn đàn quốc tế, ba nước dù nhỏ, dù nghèo, nhưng mà họ là quốc gia độc lập, thành viên Liên Hợp Quốc. Họ có tiếng nói. Khi 8 tỷ người này người ta có nhận thức khác đi thì sao? Tác động rất lớn lên cái sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine, nhưng mà đơn giản không? Mà cuối cùng vẫn người dân là quyết định thôi. Chưa đến lúc người dân lật đổ các chính quyền, nhưng mà người ta là phản đối, người ta biểu tình là có vấn đề rồi. Chứ suy cho cùng, cho dù ba quốc gia này không phải là cường quốc, không phải là giàu có, nhưng mà họ phản đối công khai như vậy tác động rất lớn đến uy tín danh dự. Và cái việc tập hợp lực lượng của Hoa Kỳ, của châu Âu xung quanh những ủng hộ Ukraine thật rất lớn đấy, không phải đơn giản. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia về những nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia và thưa quý vị, trong quan hệ quốc tế, những lời tố cáo theo kiểu này thường là những vấn đề phức tạp và liên quan đến những tính toán chính trị, ngoại giao và tình báo được kết hợp lại. Những lời tố cáo thường bắt nguồn từ những sự đối đầu địa chính trị, thông tin sai lệch hay từ những điều lo ngại có bằng chứng xác thực về bản chất của sự dính líu của nước ngoài và các cuộc xung đột khu vực. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của hai vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Nếu yêu thích chương trình, quý vị hãy bấm nút like, chia sẻ và theo dõi kênh để cùng chờ đón những chủ đề hấp dẫn trong các số tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các nước châu Phi vừa rồi đã phản ứng như thế đối với Ukraine thì họ cũng đã hành động là trên cơ sở có bằng chứng, có thực chứng, thấy rõ cái chính sách của Ukraine. Tất cả những cái tham gia cái can dự của Ukraine vào châu Phi ấy, là dưới sự chỉ đạo của Mỹ và Pháp. Lực của Ukraine ở châu Phi thì không thể mà có thể mở mang rộng rãi ra để tạo thành một cái thế trận, một cái mặt trận chống Nga ở châu Phi được. Chứ còn thật ra thì chính quyền Zelensky chẳng có sức nào can dự vào châu Phi đâu. Những cái chuyển động của châu Phi có thể nói là một trong những hậu quả của chiến Nga Ukraine, là phân mảnh thế giới đó. Họ phản đối công khai như vậy tác động rất lớn đến cái uy tín danh dự
và cái việc tập hợp lực lượng của Hoa Kỳ, của châu Âu xung quanh những ủng hộ Ukraine